2, 3, 4, 5, 6. Ok. Để sửa được chiếc TV này thì các bạn sẽ phải mở chiếc TV này ra. Và trong khoảng một thời gian rất ngắn thì tôi sửa nó rất là nhanh. Đây là bo chính của TV và bo chính này không hỏng. Và đây là cái bo hỏng với hiện tượng sáo nháy. Thì bây giờ các bạn sẽ mở chiếc bo TV này ra. Một là các bạn thay thế bo khác, hai là các bạn sẽ thay linh kiện để cho chiếc TV này hoạt động trở lại bình thường. Đây. Bọn chở hỏng ra. Và xong, mình đã thay một con điện trở mới vào vị trí mà mình cần thay. Bây giờ thì các bạn sẽ đóng nắp cái bo nguồn này vào. Tôi sẽ sử dụng điều khiển và tôi sẽ bật TV này lên. Rồi. Khi mà các bạn xem ạ. Khi mà mình đã dùng điều khiển và mình mở chiếc TV lên thì TV đã hoạt động bình thường. Không còn đèn đỏ nhấp nháy nữa, nhưng mà chiếc TV này nó còn bị hiện tượng nữa là vỡ màn. Đây, hiện tượng vỡ màn hình này. Đấy. Rất là may. Rất là tiếc cho chiếc TV này là nó gây còn gây cái hiện tượng vỡ màn nữa. Rất là tiếc đúng không ạ? Ok, vậy là mình đã sửa xong một chiếc TV nháy đèn đỏ 6 nháy. Video này các bạn xem thấy hay, tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Rất tiếc đúng không ạ?